Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm độ chế xe 3-4 bánh, các loại động cơ và phụ tùng độ chế các kiểu luôn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến một cái số cái động cơ 12V 1000W, 12 đến 24V 1000W. Dòng động cơ là rất khỏe, được dùng để làm xe điện, làm thuyền điện. Động cơ không giảm tốc. Với một con động cơ này thì có cân nặng là tương đương khoảng 2,4 đến 2,5 kg. Đường kính của nó là chỗ lớn nhất là 100 cm, 100 mm. Tổng chiều dài của cái động cơ này tính cả đầu trục là 180. Thân động cơ thì có kích thước là 134 mm. Đây là dòng động cơ hoàn toàn không sử dụng chổi than, động cơ 3 pha, và nó là dòng động cơ không giảm tốc, rất là khỏe. Đây là dòng động cơ mới 100% luôn. Đấy. Và không chổi than, đây nó có 3 cực này. Những cái động cơ này thì có thể được sử dụng làm thuyền chạy điện 12V hoặc là 24V rất là tốt. Sau đây mình xin thử test tốc độ một con cho các bạn theo dõi với cái tốc độ của nó là bao nhiêu. Sử dụng một cái thiết bị đó là đo vòng tua. Trên đầu con động cơ này tốc độ của nó, các bạn nhìn trên đồng hồ này, 2190 đó, tốc độ là xấp xỉ 2200 vòng trên phút. Đây là với 12.000, đây là với 12V thì có thể đạt tốc độ là 2180 vòng trên phút, rất là nhanh và khỏe. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ, và để xem nhiều video hơn, xin vui lòng ấn vào bật chuông thông báo khi có video mới ra. Các bạn sẽ nhận được ngay thông báo. Đây là chi tiết một cái động cơ này. Đây, có 3 cực. Con này nó không chạy cảm biến, rất là dễ sử dụng. Động cơ tròn. Trên mặt động cơ là có 3 con ốc. Trên cái đầu trục này là nó đang đóng một cái... cái phần này dùng dây đai. Mình có thể tháo cái trục này ra và lắp thiết bị khác vào. Ở bên mình có bán cả đầu lối như thế này. Lát nữa mình sẽ thử xem. Trục của động cơ là 15 mm. Đây là động cơ quay hết tốc độ rồi, rất là êm, gần như không có tiếng động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.